phải nói là rất là hấp hôi vì nhìn camera quay cận cảnh xung quanh rất là hấp hôi. Anh Quân Cano là một trong những hội viên rất là kỳ cựu của Doanh Nhân Sài Gòn, và anh đã từng tham gia nhiều lần trong Doanh Nhân Sài Gòn ở hình thái giống như là bàn trưng bày sản phẩm. Vậy thì mình hỏi anh một câu, mỗi lần anh đi trưng bày sản phẩm như vậy, anh có được đơn đặt hàng hay là sự quan tâm từ Doanh Nhân Sài Gòn hay không, cộng đồng Doanh Nhân Sài Gòn hay không? Câu trả lời là không, tức là không ngay cái thời điểm ban đầu, nhưng mà trong một năm còn lại đó được rất là nhiều. Tức là cái vấn đề cái chỗ là có thể là tương tác hôm nay thì bây giờ là chưa có đem hàng liền, nhưng mà người ta nhớ mãi cái thương hiệu của mình Nano. Cái hay là Quân Nano thì biết đó, cái mặt mình là đánh luôn, đang biết luôn. Do đó mình biết có những cái mà rất là lâu, cái này hỏi ngược lại cái đi. Cái này là cà phê. Cà phê thảo dược là sản phẩm mới của mình. Nhưng mà trong này nó có một cái câu là sản phẩm dành cho máy mạnh. Cà phê dành cho máy mạnh. Nhưng mà có cái điều rất là ngạc nhiên, phải trả lời được một tặng lực khổ nha, là toàn là mấy chị đi mua. Lý do tại sao khi là sản phẩm dành cho máy mạnh mà mấy chị đi mua? À là anh nhờ trả lời được, giơ tay. Nó dạng là sản phẩm này giống như ông muốn bạc hay đúng không ạ? bây giờ ta trả lời là em có trả lời sáng em nghe lên trả lời. Em hiểu cái câu trả lời chính xác á là cái câu trả lời từ nhà sản xuất, người ta mới phát ngôn mới chính xác được. À, xin mời cái phát ngôn của nhà sản xuất là anh chờ nói đúng, tức là anh còn thiếu một chút xíu, tức là ông chủ nhà uống nhưng mà một số mới mà nghe. Toàn nhà không nghe ta chê. Ví dụ như là nãy giờ kiếm thời gian thời lượng của mình hơi nhiều thôi, để giới thiệu sơ quanh anh một xíu. Thì đã thực ra thì công ty Nano đã thành lập hơn 20 năm, cũng có khoảng 15 năm mà tham gia công bộ ở Sài Gòn. Thì mọi người đều biết đến Nano trước đây á là một cái sản phẩm là về camera giám sát không bảo hành có giấy, và hiện nay thì mình vẫn đang có cái đó. Nhưng mà cái sản phẩm ở đây á là những sản phẩm mà mới, tức là có trong vòng khoảng 6 năm trở lại đây. Và công ty Nano đang từng ngày từng bước là phát triển và hoàn thiện cái mảng thảo dược với nhiều cái những người chuyên gia, những cái thầy thuốc. Kể cả là đây cũng có thầy thuốc bình chẳng hạn, là người cũng rất là quan tâm và hỗ trợ về cái vấn đề thảo dược và những chia sẻ về thuốc cho công ty Nano. Thì hôm nay công ty Nano bắt đầu đa dạng hóa cà phê thảo dược, những loại bột thảo dược, nhang thảo dược, và những cái gì mà nó đi cùng với thảo dược là nó mang lại sức khỏe cho dân dân của mình và cộng đồng người dân nói chung. Đó là cái tiêu chí của công ty Nano. Xin cảm ơn sự giới thiệu của anh Quân Nano. Về bên cạnh là những cái sản phẩm về công nghệ như là an ninh, camera chống trộm, thì anh Quân công ty Nano đã phát triển ra những dòng sản phẩm organic như là từ nhang, mùi cà phê cho đến trà, và cho đến các cái sản phẩm như là ở đây là hay là gì anh? Nhang đủ thảo dược, và có những cái sản phẩm mới mà nó rất là hấp dẫn. Chẳng hạn như mình nói là một vỏ ủi đi, vỏ cam, tức là giống như cái vỏ cam là ép xong mình bỏ, nó rất cũ. Trong khi đó bên mình có cái phương pháp là sấy lạnh để cho nó giữ được tinh dầu vỏ cam, xong mình sấy nó khô giòn, xong mình có cắm cái sợi diễn ra thành cái bột. Và cái bột này á là bắt đầu là để sau cái năm ngày cũng thơm cũng không dùng thôi, nhưng mà một số chị em là nghĩ ra là pha vào nước uống cũng được, rồi để làm mỹ phẩm để trang nói chung là làm mỹ phẩm các bạn. Đúng rồi, làm mỹ phẩm luôn nha. Cái bột vỏ cam có rất là nhiều công dụng, và trong khi người ta bỏ thì mình là cái người mà đi ngon mà không ăn đầu á, thì nó xin lỗi là mình bắt cái bạn công ty mình đứa nào mà đi mua cam bắt cái đó em nhỏ vậy. Nhưng mà sau này là mình đặt mua số lượng càng ngày càng tăng lên để mà mình sản xuất ra cái bột vỏ cam này. Và nếu mà các bạn có thể ở đây thì mọi người có thể mua dùng thử, giá đang giảm, và thứ hai là khi mua thì quay để được chúng luôn các bạn luôn. Đấy là mọi người sẽ ủng hộ bằng cách là mua sản phẩm xong mà quay giá anh nhã chuẩn quay có môi sơ và giảm giá luôn anh được cái camera rồi đó là đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh Quân và công ty Nano rất là nhiều. Và mấy chúng ta có một buổi kết nối rất là thành công. Giống như lời anh nói đó, có thể hôm nay anh không bán được hàng, nhưng mà sau đó thì anh bán được rất là chính xác. Từ cộng đồng là nhà sản phẩm là rất nhiều.
nhiều năm sau người ta vẫn nhớ tới những cái chương trình trong gian hàng của câu lạc bộ Lên Sài Gòn, đó là đáng mà mình chắc chắn luôn. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho cộng đồng nhân dân Sài Gòn.